người miệng núi chất lên sân khấu tay cầm mai từ nơi vùng trời cuối đất cho họ biết đây là ai rap hip hop ở trên bản làng. Ôi ôi sao sang nhà Pu mà về sớm thế? Ê này, hả? À? Mày đừng sát muối vào lòng tao nữa được không? Ta biết ngay mà, lại bị con Pu nó đuổi về thì ngày nào cũng sang nhà nó để nó đuổi về, thế mà không biết dơ mặt suốt ngày sang. Bố tao gọi điện bảo là hẹn gặp, đã không vui định chạy sang kể với Pu đầu tiên thì gặp ngay con xong mà thôi bỏ đi. Ừ thôi bỏ, bỏ con Pu sang một bên đi. Mày kể với bố mày đi. Sao? Ông ấy vẫn sống nhăn răng đúng không? Ông ấy không làm sao đúng không? Ông ấy vẫn bình thường đúng không? Ê này, bây giờ tao ước gì có cái băng dính ấy, dán cái mục. À không, loại mày phải dùng khóa, khóa mõm mày lại. Tao xin lỗi. Kể đi, kể đi, kể đi. Bố tao gọi điện. Nhưng mà giờ này chắc chỉ có việc bơm tiền đi. Có gì đâu. Thì tốt quá, lại có tiền để khởi nghiệp chứ làm sao mà. Ừ. Tao sẽ đầu tư khởi nghiệp. Nhưng bằng cách nào thì phải nghiên cứu đã. Trong cái lúc mà mày nghiên cứu ấy, thì tao nghĩ là mình phải làm cái lễ ăn mừng. Trông cho nó hoành tráng một tí. Dạ. Ăn mừng. Ăn gì? Ăn bằng cách nào? Hả? Ăn. Ăn mì tôm. Mày... Ăn. Thế thôi. Bố à? Ừ. Con đến rồi nhưng mà đây là nhà nghỉ mà bố. Mà bố vào nhà nghỉ với ai đấy? À. Thế con đến hành lang rồi đây hả? À vâng. Vâng vâng vâng. Bố xuống sao không gọi? Để con đón bố về chỗ con chứ ai lại ở cái chỗ như thế này bao giờ. Bố gặp mày rồi đi luôn đấy mà. Bố mà. Hay là đi đòi nợ vất vả quá đến mức già khọm người đi rồi. Mất hết rồi con ạ. À. Bố bị chúng nó lừa. Đúng là cái bọn khốn nạn, lũ khốn nạn. Ôi, giúp cho bố thật đấy à? Bố đừng có làm con sợ đấy nhá. Bố mà chết thì con sống kiểu gì? Yên tâm, tao chỉ hết tiền thôi, còn lâu mới chết được. Thôi bố ạ, à, của đi thay người. Nhà mình mất tiền chứ còn nguyên cái mỏ đất đào mấy đời sống còn trả hết thì bố không phải lo. Đất thì ngân hàng nó cũng chuẩn bị siết rồi. Trắng tay rồi con ạ. Mời